Thưa quý vị, do căng thẳng nguồn cung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã phát động tiết kiệm điện trên toàn quốc. Đến nay, đã có 27 tỉnh thành ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện, tiết kiệm điện. 11.000 khách hàng ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Tại tỉnh Đồng Nai, Điện lực Đồng Nai đã triển khai thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DER năm 2023. Có trên 900 khách hàng công nghiệp ký cam kết thực hiện với tổng công suất thỏa thuận là 93,28 MW. Tại chi nhánh nhà máy 3, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom, hàng năm nhà máy sử dụng khoảng 45 triệu kWh với chi phí tiền điện trên 72 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện năng do EVN phát động, nhà máy đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và số tiền tiết kiệm chi phí điện năng của đơn vị hàng năm cũng lên tới 1,1 tỷ đồng. Về cái hệ thống điện mà tự phát thì nhà máy có đầu tư về cái hệ thống điện mặt trời mái nhà. Thì ngoài điện mặt trời mái nhà thì trong cái phần mà công nghệ thì nhà máy có sử dụng các cái công nghệ motor hiệu suất cao để thay thế các cái motor cũ hiệu suất thấp. Về cái phần chiếu sáng thì nhà máy có thay thế các bóng đèn LED tiết kiệm điện thay cho bóng đèn huỳnh quang loại cũ. Dạ, thì nhà liên quan đến cái dây chuyền sản xuất thì nhà máy cũng sử dụng các cái inverter để giúp là điều khiển các cái motor theo nhu cầu sử dụng nhà máy, giúp tiết kiệm điện tối đa. Năm 2023, trong điều kiện nguồn cung căng thẳng, khi EVN và PC Đồng Nai triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại DER năm 2023, các đơn vị thành viên của CP Đồng Nai đã nhiệt tình hưởng ứng. Bên công ty cũng muốn hợp tác với bên cơ quan, bên nhà nước, bên điện lực để mình giống như giúp nhau để đi đôi với nhau theo hướng phát triển bền vững trong tương lai. Theo đó, các khách hàng đã ký thỏa thuận DER luôn cam kết thực hiện ngay các giải pháp điều chỉnh phụ tải ngay khi có thông báo các sự kiện DER từ ngành điện. Tính đến ngày 21 tháng 5 năm 2023, toàn công ty đã thực hiện 8 lượt sự kiện DER, có 585 lượt khách hàng tham gia sự kiện với tổng công suất điều chỉnh tiết giảm được 194 MW. Tắt tất cả những cái thiết bị nào mà cảm thấy không sử dụng mà phù hợp lắm, chúng tôi cần thiết thì chúng tôi mới bật lên để sử dụng thôi. Chứ còn chúng tôi là đa phần là chúng tôi sẽ cho dừng sử dụng những thiết bị đó hết. Và những cái thiết bị mà các cái loại mà máy móc thiết bị nào mà cũ mà nó không có inverter, hoặc là những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng mà nó không hiệu quả thì chúng tôi bỏ hết, chúng tôi chấp nhận đầu tư mới. Với sự chung tay góp sức của doanh nghiệp, Điện lực Đồng Nai phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% trên tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn năm 2023. Riêng chương trình điều tiết phụ tải DER sẽ giảm gần 94 MW vào những giờ cao điểm, góp phần giảm tải áp lực quá tải cục bộ trên hệ thống, giúp lưới điện vận hành an toàn, ổn định. Từ đó, hạn chế tình trạng phải cúp điện luân phiên hay mất điện đột xuất, làm ảnh hưởng tới sản xuất và cuộc sống sinh hoạt của người dân.